bạn thôi. Đây. Chỉ có một ti ở giữa và hai bên này nó có hai ti nhỏ hai bên đó. Đây. Bên đây cây và bên kia cây. Chiếc xe này nâng được cũng cao lắm nha các bạn, cũng khoảng 6 mét đó. Thì nó có ba khớp, 1 2 3, chiếc này nâng được 3 khớp. Thì 3 khớp là nâng rất cao. Có những chiếc chỉ nâng được 2 khớp thôi. Nhưng mà nâng lên cao quá thì nó sẽ rất là yếu, cũng rất là dở. Chứ không phải nâng cao là hay đâu, chỉ được cao thôi chứ nó nâng cao lên nó yếu, cần nó rất là yếu. Ở đây nó còn có cái ti để mà gục ra gục vô, để nó ngã cái cần tới. Chiếc này bánh của nó là bánh đặc nữa rồi, bánh đặc không có hơi, biết sao không vậy? Phải ngồi lên yên thì mình điều khiển mới được, còn không mình không có điều khiển được. Cái này nó có cảm ứng, ngồi lên trên yên mới được. Bánh sao nó con này cũng bánh đặc luôn nha các bạn. Nguyên cái phần đầu này của nó là bằng toàn bộ là bằng thép đúc hết, bằng sắt nguyên khối mà đúc, nó rất là nặng và rất là dày. Thì cái thằng này, cái cục này là để nó cân đối trọng cái xe lại. Khi mà mình nâng nặng ở phía trước á thì cái cục này nó sẽ tạo thành cái đối trọng của xe, nó không có bị nhõng đầu. Chiếc này là chiếc Toyota 25. Ngoài trước nó còn chiếc 30 nữa, nhưng mà mình mượn đỡ chiếc 25 nên mình quay phim cho mấy bạn coi. Chiếc 30 thì nó bự hơn chút xíu. Cái chiếc xe nâng này là cái bánh của nó hay lắm nha các bạn, nó có thể bẻ ngang qua luôn.
nó có thể lấy lái 180 độ, lấy hết lái luôn. Và khi bạn lấy hết lái, bạn lên xe, bạn có thể xoay vòng tròn, cái xe mình có thể quay vòng tròn được luôn. Nó rất là hay, lấy lái rất là tốt. Và hệ thống lái của nó là bằng trợ lực dầu nha mấy bạn, để lái rất là nhẹ. Nè, cái ti trợ lực của nó nè, rất là bự luôn, để lái rất là nhẹ. Không có được, nó không có được 180 độ, nhưng mà nó bẻ, có những chiếc cũng bẻ ngang luôn. Một chiếc này thì nó chỉ bẻ được như đây thôi, như đây là hết cỡ rồi. Đây là cái cột của nó, tì của nó, tì rất là bự. Chỗ này đổ dầu. Cái vết nước ở đầu phía trong rất là nóng. Thì cái này là cái cần số của nó. Cái xe này nó chỉ có tới và lui thôi, chứ nó không có số 1, số 2 gì hết. Rất là dễ lái. Đây, cái này là Mazda đấu thắng, còn cái kia là ga, còn cái này là khóa không cho xe nó chạy tới luôn. Thì chiếc này nó chỉ có hai cái cần này thôi, chỉ nâng lên hạ xuống và ngã đầu tới, ngã tới ngã lui thôi, chỉ có hai tác dụng thôi. Mình chạy đỡ ra đây, mình chạy ra đây mình quay phim cho mấy bạn coi. Đây là cái ống dầu của nó này. Cái ống dầu để nó bơm cho mấy cái ti này. Ở đây thì nó có mấy cọng xích, hai cọng xích hai bên, để mà khi mà cái ti nó nâng lên thì mấy cọng xích này nó sẽ được đẩy lên và nó kéo theo cái hai cái càng bên dưới, nó kéo lên thì nó sẽ được nâng lên trên. Và chiếc xe này là xe mới nha các bạn. Xe này xe mới luôn á. Tại vì chạy trong nhà máy nó bụi bặm cho nên nó dơ, chứ thật ra nó là xe mới, mua nguyên chiếc á, nhập nguyên chiếc luôn. Chiếc này thì mình nghĩ chắc tầm giá cũng khoảng 200 mấy 300. Chạy ẩu nên là cái cần nâng hạ nó bị gãy nè. Mấy bạn thấy không? Để mình coi cái bộ vi sai của nó. Bạn thấy vi sai của nó ở trong không? Vi sai rất là bự luôn. Tại vì khi mà nâng nặng lên thì toàn bộ cái khối lượng của xe và khối lượng hàng hóa nó sẽ chịu toàn bộ vào cái bộ vi sai phía trước. Cho nên là nó phải làm bự như vậy. Thì khi bạn nâng nặng lên thì cái khối lượng ở phía sau nó cũng sẽ dồn vào phía trước hết. Đây là cái ống dầu, nó sẽ đi ra đi vô cái đường này để mà nó nâng hạ cái ti này. Xe này cũng dễ chạy lắm nha các bạn. Có được chiếc xe này thì rất là tiện luôn, làm được rất là nhiều việc. Như mình làm ở trong nhà máy mà nhờ được có chiếc xe này mà những cái việc nặng mình sử dụng tới nó thì sẽ đỡ được rất là nhiều cái công sức, đỡ bị tốn sức. Khối lượng nó sẽ dồn
Bây giờ chiếc xe nó không có tải thì toàn bộ khối lượng của xe nó sẽ dồn phía sau hết, là hai cái bánh này nó sẽ chịu toàn bộ khối lượng của cái xe nó sẽ dồn về phía sau nhiều hơn, phía trước thì nó sẽ nhẹ hơn. Cảm ứng nó nằm ở cái yên, mình phải lên mình ngồi mình mới điều khiển được nó. Đây chìa khóa nằm đây, bẻ lên là sẽ khởi động xe liền. Cái mặt dưới là dầu, mà ở trên đây chắc là nước quá, dưới này dầu. Còn cái số này không biết là cái số gì, chắc báo km quá. Cái kèn nó nằm ở đây nè các bạn, chiếc xe này cái kèn nó nằm rất là ngộ đời, nó không có nằm trên vô lăng, nó lại nằm ở đây. Được lắm không? Okay. Thường thường có những chiếc kèn nằm trên đây nè, nhưng mà không biết sao xe này kèn nằm đó. Thôi tạm biệt các bạn nha. Thì có gì hay hay mình sẽ lại lên, mình sẽ làm những cái clip mình quay lên cho mấy bạn coi nha. Mấy bạn xem xong thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của mình nha mấy bạn. Chào tạm biệt các bạn.